Cảnh Tê xin chào mọi người. Hiện tại thì Cảnh Tê đang có mặt tại Tây Ninh, và phía sau lưng của Cảnh Tê đây là một cái ngôi nhà hoang mà phải nói là tâm linh có hiện hữu. Và ngôi nhà này hiện tại thì không có ai ở hết. Nhà cạnh mặt đường, đường xá tấp nập nhưng mà chẳng có ai dám ở. Bán từ người chủ này sang người chủ khác, và cuối cùng cái người chủ sau cùng này cũng thuộc là dạng người ta có tiền, cho nên nó là người ta chấp nhận, người ta bỏ hoang chứ người ta không có bán. Tại vì bán nữa chắc chắn cái người mà mua cũng sẽ không ở được. Và hiện tại thì Cảnh đã có mặt ở trước cái ngôi nhà hoang. Bây giờ thì mời cả nhà mình cùng đồng hành với lại Cảnh Tê đi vào bên trong khám phá ngôi nhà hoang này nha. Cả nhà có thể nhìn thấy được là cái ngôi nhà này á rất là rộng luôn, và nó có cái bàn thờ ở phía trước này nè. Thì cũng như những ngôi nhà hoang khác, là hầu như là một khi mà người ta đã quyết định bỏ đi rồi á thì đồ đạc của người ta đem đi hết. Và cái ngôi nhà này từ người chủ này tới người chủ khác, theo như bà con ở đây chia sẻ, được mua vào dọn vào ở chưa được một năm chắc chắn sẽ rời đi. Và hầu như là người dân cũng rất là tò mò, muốn biết được lý do vì sao mà những cái người ta mua cái ngôi nhà này về lại ở không được, mà chưa đầy một năm là phải tiếp tục rời đi. Đây có một cái người vô gia cư nữa, nó vào đây họ đốt củi nè. Vô gia cư lang thang vào ở. Còn cái người chủ mua là hầu như là cứ mua về và ở chưa đầy một năm là sẽ bắt đầu là bán đổ bán tháo thôi. Nhà rất là dài luôn, rất là thoáng mát. Thì theo như mà có camera chạy bằng cơm ở cái quán nước gần đây chia sẻ được, thì những cái người mà tới đây ở thì hầu như là bị nhét hoặc thấy, nghe thấy những thứ phải nói là đáng sợ vô cùng. Cho nên hầu hết đó là những ai mà mua miếng đất này về ở thì không thể nào mà trụ nổi hết. Và cứ như vậy, cứ mua về ở, gặp bán mua. Ơi, có tiếng động. Mới giờ tới đây đang nói thì có tiếng động cả nhà. Đây thì có bát hương rồi nữa nè, có nhang. Em mới vừa đi tới đây thì có cái tiếng động, cái tiếng cái. Thì những người mà yếu bóng vía thì họ sẽ bị nhét bằng cách là cho thấy luôn. Còn những cái người mà nặng bóng vía thì họ sẽ cho nghe những cái tiếng động, hoặc là họ đè. Rất là nhiều cách khiến cho cái người mà người ta mua cái miếng đất này người ta ở không được, và cuối cùng họ phải rời đi. Cái nhà thấy không? Bên hông ngôi nhà này là quá trời cây đu đủ nè, đu đủ nào đu đủ nó cháy quá trời cháy luôn. Người dân nói đây có mấy người vô cầu cơ bị dí chạy xúc quần luôn, cho nên là người ta cũng e dè khi mà đến chỗ này để mà cầu cơ lắm. Chứ còn không là nơi đây chắc cũng nhang khói nghi ngút rồi. Vì đây là cả nhà thấy không, đây mấy cái ly nè đó, người ta mua vô tại cầu cơ, nhưng mà hầu như cầu cơ là bỏ của chạy lấy người không á. Đó, ta mua đồ ta vô tay cầu cơ nè. Là có người chạy ha, đưa nít theo ha, chạy bỏ lại chiếc dép luôn. Thì chứ giờ đang là giữa trưa mà em óc ác nổi cục cục luôn á cả nhà. Đây một cái chai nước nè, để ta mua vào ta cúng nè. Tôi mua vào tao cúng. Cái bánh luôn kìa.
đó tao cúng bánh luôn kìa, đó tao cột cơ đó. À, bát hương nè. Ồ, bát hương này ở đâu cái bình bông nè. Bình bông. Nhà đó không? Bình bông này giống của Thái Công mấy trăm triệu quá nè. Nè, người ta mua đồ ăn uống ta vô ta cúng. Ta cúng ta cột cơ. Đây là nhà vệ sinh. Kêu leo cái này chắc là em phải bật quét phần mềm lên để mà xem là có thấy hay không, thì em sẽ đặt máy ở ngay phía trước này và em sẽ đi vào trong để mà quét nha cả nhà. Thì hầu như là em cầm hai máy sẽ rất là khó di chuyển, cho nên là em sẽ để máy lại ở bên ngoài và em đi quét ở bên trong cho nó dễ dàng hơn. Thì em bắt đầu quét phần mềm tâm linh nha cô chú anh chị. Có cái tiếng động gì nhỉ? À con gì á? Cho tới hiện tại bây giờ vẫn chưa thấy gì nha cả nhà. Ui. Nghe đây cả nhà. Cả nhà đang theo dõi máy của em thì sẽ thấy được. Ui. Có một đứa nhỏ đang đứng ngay góc góc cột. Đấy, có một đứa nhỏ đang rất là nhỏ cỡ này thôi. Đứng ở ngay góc cột bên kia và một cái hình dáng của một người lớn đang nằm ở dưới đất. Một người lớn đang nằm dưới đất và một đứa nhỏ đang đứng ngay chỗ cái vách tường luôn. Như có tiếng động vậy cả nhà. Đây, người lớn đang nằm dưới đất còn đứa nhỏ nằm kia, em sẽ néo qua nha cả nhà. Chào mô Phật. Ô, đứa nhỏ đã chắn ngang đường em ơi. Đứa nhỏ hiện tại không đứng. Ô, có tiếng động. Cái đứa nhỏ hồi nãy là nó đứng ở bên đây nhưng mà giờ thì ra giữa đứng luôn. Không cho em đi cả nhà ơi. Ui, như có tiếng động. Tiếng động rất là to luôn. Đấy, tiếng động quá trời to luôn. Mà cả nhà thấy không? Là máy em đặt ở đây. Máy em đặt cố định ở đây. Ui. Có một cái vòng rất là nhỏ đang đu trên điện thoại em. Rồi mất rồi. Ui. Đang đu vào máy em luôn cả nhà ơi. Đây, máy em đang đặt đây. Ý kìa. Ui dồi, nhà này đúng nhiều lắm cả nhà ơi. Lớn có nhỏ có rất là nhiều luôn. Lớn có nhỏ có rất là nhiều. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ hôm nay thì con là Cảnh. Có dịp tình cờ đi ngang đây. Con đi trải nghiệm khám phá vào những nơi mà có tâm linh, những nơi mà bị đồn đoán là có ma quỷ, những nơi bị bỏ hoang mà ít có người bén mảng đến. Thì con đi trải nghiệm và
vào đây để mà khám phá, thì không có biết là đã mạo phạm hay là có làm cho các vị vô hình ở nơi đây nổi giận hay không. Mong là các vị sẽ lượng thứ, bỏ qua và không có trách thứ. Và con hứa nếu mà có dịp con đi ngang đây một lần nữa, con sẽ mua một ít bánh kẹo cũng như là giấy tiền vàng bạc để mà cúng cho các vị. Mong là các vị sẽ bỏ qua khi mà hôm nay con đến đây mà trải nghiệm mạo phạm đến cô chú Phước Mạc Phước Mạc. Dạ, thì mong là các vị tha thứ cho em cháu ạ. Rồi thì giờ cả nhà cũng phải thấy rất là rõ ràng những cái tiếng động, những cái sự việc nó xảy ra mà lý giải được luôn cả nhà. Thì bây giờ em Cảnh sẽ đi dò kỹ cho cả nhà mình những cái địa điểm mà xuất hiện tâm linh nha. Hồi nãy ngay cửa sổ này là có một vị đứng đây nè. Rồi có một vị đứng nè mà trong khi lúc đầu không có nè. Rồi ngay chỗ này là cái chỗ mà có một cái vong linh người lớn nằm nè. Đó. Và đầu tiên thì đứa nhỏ đứng ngay cái cặp vách này nè. Thì sau đó em đi tới đây thì đứa nhỏ chuyển qua đây nè. Trời, giờ em nói mà ốc ác em nổi chân luôn. Ốc ác em nổi lên chân luôn, em nổi sần sần luôn á. Và chưa kể là ha, trong lúc mà em khám phá trải nghiệm á, là có những cái tiếng động nó xuất phát rất là to nữa. Rồi cả nhà coi nè, giống như một dấu tay đứa nhỏ vậy. Dấu tay đứa nhỏ chỉ xíu xíu à. Nha, bốn ngón tay rõ ràng luôn nè. Bốn ngón tay rõ ràng luôn nè. Đấy, dấu tay rõ ràng luôn. Giống như một đứa nhỏ vậy cả nhà. Đấy, ui giời, ao nét luôn à. Bị mờ luôn cả nhà. Bị mờ màn hình luôn. Khi mà máy em quay vô cái dấu tay bị mờ luôn cả nhà ơi. Bị mờ luôn. Thì em không biết á, đối với lại á, cô chú anh chị khi mà xem video của em KT cảm thấy như thế nào hay là ra sao. Thì khi mà cô chú anh chị theo dõi video của em Cảnh, cô chú anh chị thấy thương em Cảnh vất vả, chịu xuyên chịu khó đi trải nghiệm, đi khám phá, cô chú anh chị cho em Cảnh một like, một đăng ký kênh nếu cô chú anh chị mình chưa có đăng ký kênh. Và sau đó thì cô chú anh chị mình có thể ủng hộ cho em một cách chia sẻ để cho nhiều người biết tới em Cảnh hơn đó. Vì khi mà đi trải nghiệm đó, là em Cảnh muốn có những chuyến khám phá ở nhà hoang cũng như là những địa điểm có tâm linh để gửi đến cô chú anh chị mới mẻ và không có bị lặp đi lặp lại nhiều đó. Và khi mà nói chuyện tâm sự cô chú anh chị thì em mới phát hiện là trên bức tường này có những cái ngoặt ngoặt rất là ghê, những cái dấu vết, những cái dòng xuất hiện trên tường này nè, giống như là những cái nét ngoặt ngoặt lên trên tường, không biết phải miêu tả như thế nào nhưng mà nhìn rất là kinh hãi luôn á. Đây cũng là cái dấu giống như cái dấu tài này. Đây là cái dấu tài vật thì thật luôn luôn cả nhà. Cả nhà thấy như thế nào để lại comment bên dưới. Vừa rồi có tiếng động nữa không cả nhà, ai nghe comment giúp em nha, tại vì em đang chuẩn bị là chào mọi người để em kết thúc video. Thì vừa rồi là có một cái tiếng như là lập cập, như là có cái tiếng lập cập, không biết phải không hay em nghe nhầm ta hay là ngoài đường ta, tại vì ngoài đường nên ngoài đường em là xe nè, ngoài đường này là đường lộ đó. Thì ngay cái tiếng đường này là cái tiếng đường nó đi qua bên Campuchia rồi, cho nên là hầu như là xe container, xe ben này, xe du lịch rất là nhiều, xe máy rất ít. Và
đến đây chỉ là một cái tình cờ thôi, và hỏi người dân thì chỉ hỏi được có một cái chị bán nước ở gần đây chia sẻ thôi, chứ không có mà nhiều thông tin để mà cung cấp đến cô chú chị. Nhưng mà có điều là những trải nghiệm của em Cảnh ở nơi đây từ đầu tới giờ, cô chú anh chị cũng đã theo dõi xuyên suốt, cho nên là em cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và đồng hành cùng với em. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.